Định nghĩa mới về người nghèo năm 2023. Người ta nói là mày nghèo. Mày cầm đi khổ lắm. Tao không cầm người nghèo đâu. Con có tiền. Bà nghe ai mà ấy là con nào con tự biết. Mày chưa có vợ là mày nghèo đâu. Bố mẹ yêu quý, anh chị quý là ta mừng nhá. Nhưng mà ta nghe tin như thế là mày vẫn nghèo. Ba, như vậy là một bà cụ đúng không ạ? Đấy, thấy chưa? Bà định nghĩa rất rõ ràng về từ gọi là người nghèo. Đấy. Người nghèo là người chưa có vợ thì là gọi là người nghèo nha. Tao tưởng là mày về thì mày sẽ có vợ chứ. Ông nào chưa có vợ thì vẫn là người nghèo nha, chưa giàu đâu. Cho nên là nhanh chóng cưới vợ đi để còn thoát khỏi cảnh nghèo nha. Bà nói thì chuẩn rồi. Năm nay hai mấy tuổi đầu, gần 30 tuổi đầu lấy vợ đi nha. Đừng để nhà phải dùng. Các bạn đi đường mà uống nước. Con có tiền. Đừng lôi nữa.